Kiếm giày đẹp đã khó, kiếm giày độc còn khó hơn. Siêu phẩm giày da thiết kế Timan với thiết kế đặc trưng từ da nguyên tấm cao cấp, luôn mềm, đanh và bền bỉ. Bao hơi lửa, bao xài lên đến 5 năm. Chất da mềm mại, càng dùng càng đanh, cực bền cực đẹp, toát lên nét sang trọng rất riêng. Bên trong sử dụng lót giày chính hãng Timan, đảm bảo khô thoáng, khử mùi tối đa. Từng đường chỉ trên giày được may hoàn toàn thủ công, tỉ mỉ, tạo nét đẹp riêng, tinh tế. Đặc biệt đế cao su non, chống trượt, tạo sự tự tin trong từng bước chân. Số lượng giày đóng thủ công có hạn, ưu đãi lớn chỉ còn trong hôm nay, để lại số điện thoại đặt ngay. Bảo hành da và chỉ trong 5 năm, bao đổi trong 7 ngày, được xem hàng trước khi nhận, miễn phí giao hàng tận nhà, để lại số điện thoại đặt hàng ngay.